À, chúng ta cùng quay trở lại với một bài mới trong series thiết kế website WordPress từ A tới Z của cộng đồng Digital Marketing Việt Nam. À, như bài trước á, thì mình đã hướng dẫn mọi người tạo được một cái cài đặt được một cái giao diện để làm website bán hàng. Đó là cái giao diện Qshop ha. Hy vọng mọi người đã cài đặt thành công. Rồi trong bài này mình sẽ hướng dẫn là import cái dữ liệu mẫu, tức như là nhập cái dữ liệu mẫu vào để đó nó hiển thị ra cái giao diện cho mọi người để xem được là cái trang web của mình nó ra sao. Thì trong cái thêm Qshop á, các bạn mở ra cái thư mục đã dạy nén, nó có phần documentation. Các bạn mở cái thư mục này lên bằng trình duyệt Chrome hoặc là cái gì đó, thì nó sẽ có một cái file hướng dẫn mọi người cài đặt thêm led ngay từ đầu ha. Bất kỳ những cái giao diện nào khi mà mua bản quyền thì nó sẽ cung cấp cho mọi người những cái bản hướng dẫn như vậy, thì mọi người muốn dễ biết hơn á thì nên xem những cái bản hướng dẫn này trước khi cài đặt, còn nếu không thì cứ làm theo mình đối với cái giao diện này ha. Thì nó hướng dẫn là đối với giao diện này để hiển thị tốt nhất á, thì đầu tiên chỉnh lại một cái số hình ảnh, thì nó hướng dẫn vào dashboard WooCommerce Sitting Product Display. Rồi các bạn kéo xuống mục thứ ba nè, thì đây thì các bạn vào WooCommerce bấm cài đặt đó, chọn cái tab sản phẩm, chọn cái tab hiển thị đó. Ở đây là kích thước ảnh của các sản phẩm khi mà hiển thị ra ngoài à, dễ hiểu hơn đó, đó là ví dụ như cái trang này kích thước ảnh hiển thị ra ngoài, nó sẽ bao gồm là hình ảnh hiển thị ra ngoài, đây là hình ảnh đại diện và cái hình ảnh trong của sản phẩm. Thì cái thiết đặt này nó sẽ quy định là kích thước ảnh sẽ hiển thị khi mà xuất hiện ở trên giao diện, và nếu mà hiện ảnh lớn quá thì nó sẽ tự động nó co lại theo kích thước này. Thì giao diện này nó sẽ yêu cầu kích thước hình ảnh như sau để là đẹp nhất. Về catalog image nó sẽ là 300 x 366, các bạn điền vào ha, 366. Thực tế thì để yên cũng được, nhưng mà để yên nó không có đẹp đâu. Cái thứ hai 420 x 512. Rồi product thumbnail 100 x 122. Rồi, bấm lưu. Rồi, tiếp theo mọi người mở lại cái thư mục mà mình đã gửi kèm sau khi giải nén ra. Nó có một cái thư mục đó là Qtop Theme, Q Theme nè. Ở trong này nó có phần Sample Data. Đó, có những cái option này. Thì option này là 10, hiện tại nó cấp cho mình 14 cái giao diện. Thì xem được 14 giao diện này ở trong cái bài trước á, mình đã có cái link các bạn search Qshop thêm ở trên Themforest, nó sẽ có là xem trước cho những cái giao diện này. Mình sử dụng giao diện một ha, thì trong đó là option 1 nó sẽ có 3 file là content.xml, file slide và file widget. Thì ở trong này dữ liệu mẫu của nó cấp cho mình là file XML. Thì các bạn nhớ là đa số những cái template mà nếu mà nó có import trực tiếp trong cái giao diện quản trị, giống như cái theme newspaper hoặc trong cái phần tạo tin tức á, thì các bạn không cần quan tâm, cứ bấm ở trong giao diện nó là được rồi. Tuy nhiên nếu mà nó chỉ cấp cái file XML, để import cái file XML này, các bạn vào đây, vào công cụ, bấm nhập vào. Đó, bấm vào WordPress nè, cài đặt ngay bây giờ. Cài đặt cái plugin này. Plugin này nó hỗ trợ cho mọi người import những cái dữ liệu mẫu dạng XML vào cái website WordPress của mọi người ha. Rồi sau khi chạy xong nó bấm chạy trình nhập. Sau này những cái giao diện nào mà nó cứ cấp file XML như vậy thì mọi người thường thường sẽ làm theo cách này. Rồi nó sẽ ra một cái giao diện là import WordPress, các bạn chọn choose file. Rồi bỏ vào trong cái theme đó đó. Rồi trong phần Qshop theme, trong sample data, option 1 chỉ là file content.xml nè, open. Rồi tải lên. Rồi ở đây là nó sẽ hỏi là những cái bài viết này sẽ do ai viết, thì hiện tại mình chỉ có một người admin thôi, thì mình chọn admin. Nhớ tích chọn cái phần download and import file attachment.
Thì khi mà inbox ngoài cái test không á, là những cái dòng giới thiệu về sản phẩm, giới thiệu bài viết rồi các kiểu á, thì nó sẽ là tự động download những hình ảnh về để mình nhìn cho nó trực quan. Đó, các bạn bấm submit. Rồi sau khi bấm submit á, thì tùy vào từng cái host thì nó sẽ có cái tốc độ inbox nhanh hay chậm, và nhiều khi nó sẽ bị lỗi năm lẻ mấy nữa. Nếu mà xuất hiện một cái trang trắng á, thì mọi người contact lại với lại nơi cung cấp hosting để nhờ họ hỗ trợ ha. Ví dụ như của mình thì nó không có sao. Rồi các bạn đợi trong một khoảng thời gian cho nó inbox vào hết nha. Rồi sau khi nó hiện ra on don't have fun, các bạn bấm vào đây. Như vậy là về việc inbox cơ bản nó đã xong, các bạn có thể reload lại F5 lại cái giao diện. Đó thì nó sẽ ra được những bài viết như vậy. Thì các bạn nhớ lại là để chọn một cái trang nào đó làm trang chủ thì sao? Thì mình sẽ chọn cái trang mà người dùng vào, cái trang nào làm đó làm trang chủ ha. Thì khi mà nó có nó inbox như vậy, nó sẽ inbox các bài viết, các comment, các trang đã tạo sẵn vân vân, và để cho người dùng thấy được cái giao diện, các bạn vào cài đặt, bấm vào phần đọc đây, check vào đây, chọn cái trang mà người dùng sẽ vào. Ở đây mình chọn trang home đó, trang bài viết là blogspot ha. Rồi bấm lưu. Ok, à đây, như vậy là mọi người đã inbox xong. Còn mấy cái này là do, chắc có lẽ là do cái một cái plugin mình chưa kích hoạt lên. Mình bấm vào giao gói mở rộng đã cài đặt, xem có cái plugin nào nó chưa cài đặt hay không, chưa kích hoạt lên. Mình kích hoạt cái này nha. Rồi à, chưa có cài đặt WooCommerce nè. À, đâu. Rồi, bấm vào gói mở rộng tiếp xem nó đã có cái gì chưa. Rồi, không kích hoạt. Đó, ok. Đó, nó sẽ hiển thị ra được những cái như vậy. Các bạn tắt cái adblock đi ha, nếu mà có cài cái chặn quảng cáo, để cho nó hiển thị ra những cái sản phẩm của mình. Rồi, đó thì nó sẽ hiển thị ra được những cái này. Cái này là do chưa, nó chưa hiện ra được cái khi mà import vào á, nó chưa download được cái hình ảnh về. À, chưa download được hình ảnh về thì nó không có hiển thị được hình ảnh thôi. Thì các bạn bấm vào từng cái này. Nhưng mà về cơ bản thì cái giao diện nó sẽ ra được ok rồi. Đó, do cái sản phẩm nó không có hình ảnh. Rồi, các bạn để ý thêm một phần nữa, đó là trong cái thư mục sample data option 1 nó có thêm là slide với lại widget. À, hai cái này làm cái gì? Cái slide này nó là cái dữ liệu mẫu của cái banner chạy chạy ở trên website ngay cái phần đầu trang. Cái widget là những cái thanh bên, widget thì cái gì là mọi người biết rồi ha, thì cài vào mình sẽ biết ngay. Để cài đặt hai cái này thì các bạn tìm những cái trong cái phần hướng dẫn này nó có cách cài đặt nè. Để cài đặt cái file widget á, đây, import layer slide data thì các bạn vào slide revolution đó, vào đây. Rồi các bạn thấy chữ import slider không? Các bạn choose file. Rồi các bạn bấm chọn vào cái slide 1.zip nè. Rồi bấm import slide. Nhớ các bạn chọn option nào thì chọn cái import của option đó nha. Rồi, đó, nó sẽ import xong, nó có sẽ có slide đây, bạn thấy không? Ok ha. Rồi mình reload lại cái coi. Đó, nó sẽ ra được cái này. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái widget nha, một cái widget. Trong cái phần này á, đó nó cái phần widget này, để import cái widget này thì nó sẽ hướng dẫn tiếp là sao, là setting reading đồ này kia, hồi nãy mình đã hướng dẫn rồi ha. Rồi nó chạy widget đâu, ok.
Widget import. Rồi mà đợi chút xíu mà nha. Rồi về về cơ bản là nó như vậy, nhưng mà có một số thay đổi nhỏ, đó là cái do cái Qshop á, cái phần là cái thêm Qshop này phiên bản 1.5 hôm bữa mình cấp á là nó hơi cũ rồi. Thì mình đang load về một cái thêm mới Qshop phiên bản 1.6, thì các bạn cứ làm giống như hai bài này thì nó sẽ ra được một cái giao diện giống như là cái trang ntgif.com nè. Đó ha. Tại vì do là cái tem cũ quá cho nên là những cái phần view service ví dụ hỗ trợ 24/7 nó không có import được cho mình, cho nên là các bạn rất là khó thấy được cái giao diện gốc. Nhưng mà nhìn sẽ được như vậy thôi thì các bạn khó hình dung. Thì mình sẽ gửi lại cho mọi người cái phần Qshop 1.6.0 nha. Mọi người nhớ là thấy cái tên Qshop 1.6.0 thì sử dụng template này và làm giống như hai bài này thì nó sẽ hiển thị ra được như vậy. Rồi tiếp theo đó là kết thúc bài này, thì mọi người nhớ tìm hiểu kỹ nha. Trong cái phần cài đặt và import dữ liệu mẫu nào, nếu có vấn đề thắc mắc thì cứ hỏi mình ở trên group support, mình sẽ cố gắng hỗ trợ tất cả mọi người. Và trong cái bài tiếp theo á, thì mình sẽ tiến hành là tạo danh mục sản phẩm, đưa ra menu và chỉnh sửa lại cái trang chủ theo đúng ý của mọi người. Đó, mình bán cái gì thì mình chỉnh lại cái đó, rồi post một cái sản phẩm lên như thế nào và tùy chỉnh những cái ở trong Google Merge. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người.